Anh em được cái sàn nó recoil anh em ơi, bắn bắn bình thường cái sàn tay của anh em sao anh em cứ bắn vậy thôi anh em. Anh em dùng nó recoil thì nó móc anh em cứ bắn nó chả có hay gì đâu anh em ơi. Tay hay kéo thì nó cũng gọi là nhanh nhanh vừa đủ anh em ơi. Đấy cái này là chưa dùng vũ khí cho anh em nha. Giờ hãy sẽ lại hãy mua. Anh em nào hiếu kim cương để quay đồ, nhanh tay đến ngay đào đến rf.com. Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các loại quay lên tới 50%. Và đặc biệt một điều top 1 tháng sẽ được hơn 70% giá trị thế nào. Shop có đủ các loại dòng quay, thoải mái cho anh em lựa chọn cái địa chúng cực cao chỉ có tại đào đất ff.com. Ok anh em thì OB này hiện tại là OB 31 anh em. Rất là nhiều bạn là kêu mình show độ nhảy đi thầy đúng không? Nói chung là show độ nhảy xích tin thì thầy cũng để cũng khác OB 30 một chỗ là độ nhảy trong giải lập sẽ tăng xíu thôi anh em. Thì nói chung là cái OB này thầy thấy là lâu lâu nó bắt tăng rất là ổn nha anh em nha. Ví dụ như là mình chưa kịp kéo luôn anh em, mà mình chưa kịp kéo nhưng mà nó kéo nó kiểu mới bắn bình thường cũng ghim vào đầu nó nhiều nhiều phá não lắm. Mới đầu là thấy quá cái liền anh em à. Mà bên này thì cảm nhận thì nó cũng hơi bị nhạy hơi ok trước một xíu, với lại cái bắt tâm thì nó cũng như nhau thôi. Đấy thì ok mình sẽ show trong giải lập trước cho anh em xem nè. Mình xài thì giải lập MSI nha anh em. Đấy còn Free Fire mình sẽ xài Free Fire thường nha. Đấy, ok mình sẽ đầu vô game cho anh em xem nè, vô game cho anh em xem trước nè. Ok bạn nào mà chưa follow đăng ký kênh thì anh em giúp thầy một cái là follow đăng ký kênh để giúp thầy được đạt 50k người đăng ký trong vòng thời gian sớm nhất cho anh em. Nhưng mà clip này thì anh em nào mà có ý tưởng hay hay gì đó anh em cứ comment ở dưới thầy đọc và thầy thả tim. Nói chung là comment ý tưởng nào hay hay thầy sẽ làm nhé. Ok chưa? Đấy, chung là mình sẽ vô game luôn anh em ạ. Đầu nhảy trong game như vậy nha anh em. Đầu nhảy trong game thì thầy để không nha anh em. Nhìn xung quanh không, còn tất cả lại là hai cái dòng này hai ít gì đó sẽ sai là 100%, còn cái này là 97% thôi, tại 100% nó kéo quá hút đầu nhưng mà. Đấy. Nói chung là mình sẽ chỉnh đồ họa luôn nè. Đồ họa thầy để full hết nha anh em. Còn đại dương anh em à. Còn em thấy mà màu của thầy đẹp ấy là cái đó là thầy có phần mềm mà là OBS tức là livestream thì thầy chỉnh màu trực tiếp trong cái phần mềm livestream luôn em, nó đẹp xíu anh em à. Rồi những cây thì chỉ như vậy nè. Cái setting của thầy thì thầy đã ẩn nhiều nút rồi anh em ơi. Đấy. Bông kia để đây, mình nút bắn thì để dưới đây nha anh em. Thầy hãy dùng nút bắn bên bên phải nha anh em nha, không sử dụng nút bắn này nha, không sử dụng nút bắn này. Nút bắn này thì thấy bắn kiểu như nó không bắn tâm lắm anh em. Bắn tâm thì kiểu như nó bị lọn lọn kiểu gì mình cũng không thích chơi bắn này nên mà nút bắn này thì hay ok này. Đấy, ok mình sẽ cho anh em xem cái chỗ này nè. Này nút bắn này không? Anh em thấy không? Đấy. Trời, anh em ok mình sẽ giải thích luôn anh em lý do tại sao anh em chơi PC. Anh em chơi PC mà nó lại thao tác ấy là anh em di chuyển nút dùng nút di chuyển này nó chậm anh em. Bởi sao? Bây giờ anh em để vừa cái nút di chuyển này anh em vừa để vừa kính như vậy là nó sẽ không bao giờ nó mà kiểu chạy xe nó nhanh được anh em. Anh em phải để to ra như vậy nè. Nói không? Anh em kéo để to vậy anh em khi ở dưới là nó rất là cao như vậy nó chạy xe nó rất là nhanh nha anh em nha. Anh em nhớ cái điểm này thì thầy cũng mới tìm ra được thôi. Rất là nhiều anh em mắc phải luôn đấy. Ok, còn cái chỗ này là thầy sẽ nhấn chuột phải vào đây. Đấy. Ở nhảy mùa này thì ít thì để 1.36, y thì để 0.76 đây mà. Chung là cái này thì để mặc định thôi. Ít y thì quan trọng cái này là ít y ít nên thì anh em hiểu ít là cái lên xuống khi anh em kéo ít là nhìn là sang phải nhìn xung quanh chứ anh em ít là nhìn xung quanh đấy. Đội nhảy anh em lúc quay chụp là nhìn xung quanh đấy. Còn y là nó quyết định lên xuống khi anh em kéo đấy, lên xuống là chơi đấy. Nhưng mà y anh em để càng thấp thì khi anh em kéo lên nó rất là chậm luôn, khi kể càng cao nó kéo cực nhanh luôn nha anh em nha. Nên anh em hãy lưu ý cái này và anh em tự vô cái con mộc nhân anh em test nha. Ok chưa? Ok thì nhiều bạn thì hỏi thầy hồng cái hành động nhanh sao thầy đúng không? Hành động nhanh trong PC thì anh em thấy vậy thôi chứ cũng rất là dễ làm luôn anh em. Ý hoài hoài những huấn luyện mình làm cho anh em xem này cực kỳ dễ làm luôn nha anh em ơi, cực kỳ là dễ làm cho anh em nào chưa biết luôn. Đấy, để thầy vô huấn luyện cho anh em xem này, để thầy phóng bự ra cho anh em xem. Đấy thì anh em xem, anh em có thấy là đâu nhỉ? Đây nè, anh em thấy cái nút này không? Cái nút hành động thì để đây đúng không anh em thấy không? Nè anh em cho anh em nhìn rõ màu đen đen nè, cái nút hành động thì để ngay đây đúng không? À, thấy không? Cái nút hành động thì để ngay đây nè. Đó, khi anh em biết sao không? Khi mà thầy nhấn vô nút hành động này chỉ có một nút thôi là nó ra, chỉ cần nhấn đè liên tục thì nó sẽ ra cái này anh em không? Hành động này cũng khá là nhanh anh em mà. Ví dụ anh em cầm một chữ T đi, nó sẽ nhấn nhẹ nó rất là nhanh đúng không? Và khi anh em muốn nhấn nhanh dữ nữa, anh em hãy nhấn cái này, anh em nhấn vào, nhấp lặp lại, đấy, anh em kéo vào đây, anh em kéo vào anh em thấy không? Anh em kéo vào đây thì anh em chỉnh chữ T vô này, chỉnh để ngay cái mặt y con cười anh em ấy á. Rồi anh em nhấn chuột phải vô đây, anh em chỉnh thành cái này nè,
số lần anh em chỉnh thành 50 rồi. Bây giờ anh em càng cao thì nói chung là anh em thấy thôi, bên địch nó không thấy anh em mà, anh em chỉnh 50 rồi đấy. Không nên để ngay mặt cười nha anh em nha, để ngay mặt cười thầy anh em nhắn luôn. Nhớ phải để ngay cái mặt cười này nha anh em nha. Đó, xong rồi anh em nhắn chữ T. Đó, nó rất là nhanh luôn anh em à. Bởi vì nè, cái lợi của cái này đó là anh em khỉ rất là đẳng cấp luôn anh em. Ví dụ anh em bắn cái cây lục bạc đi, cây lục đi, khỉ cực kỳ đẳng cấp nhất cái đầu luôn anh em. Đó. Thì nè, anh em kia anh em gài đạn là sẽ như vậy. À, rất là khó chịu luôn anh em, ok chưa? Cái đó là cái độ nhạy và cái gì hay chỉ trong cái hành động nhanh anh em. Ok, mình sẽ hót ra đi, và mình sẽ chuyển qua cái đồ nhạy tung máy anh em ạ. Ok, thì thầy 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 đào là không bao giờ xài ghi cái đích luôn nha anh em nhà đấy. Nhưng em thấy là chưa ghi cái đích nè, mặc định là mau là phần mau anh em biết nè, cái phần này là một khối hai nè, phần mau này là ghi cái đích nè, anh em thầy không dùng thầy để mặc định thôi nè. Nói chung là thầy dùng thầy giả lập mở đi là thấy nó bắn ngon rồi anh em, nó cứ tâm nó ghiềm tốt và không cùng dùng cái gì khác đâu đấy anh em không. Thầy không, nói chung là thầy không biết mấy cái này anh em, và đu sẽ tách nè, nó có dùng gì đâu đúng không, không có biết cái này là cái gì nữa nè. Đó, nào đâu có cái gì đâu đúng không. Nói chung là hay lâu rồi hệ của hệ cũng giống gì đến này cũng không biết đâu anh em. Ok, mình sẽ vô giờ đồ nhảy máy anh em nha. Nhảy máy thì vô vô phần chuột đi, chuột cài đặt chuột thôi anh em. Cài đặt chuột thì để chắc độ con chó này để là 6 thôi đấy, cũng quan trọng anh em nha. Tốc độ chuột này cũng phải là quay quay màn hình nữa, quay quay chuột nhảy không cũng nhớ này nè. Còn em nhấn vào cái phần gì ta, tùy chọn bổ sung nè đấy, tùy chọn bổ sung thì thầy để cái phần này là 1, 2, 3, 4, 4 anh em dòng thứ tư nha. Và tắt cái này đi nha, tắt cái này đi nha. Đấy, rồi thầy sẽ, nói chung là chỉ quan trọng là cái này thôi anh em, dòng thứ tư tắt cái này đi thôi. Còn anh em là muốn mà chỉnh màu con chuột á, thầy biết thầy chỉnh đó là điều chỉnh chuột họ. Đây nè, anh em nhấn cái bên phải nè anh em. Anh nhấn bên phải nè, điều chỉnh kích thước chuột và con chó nè. Mình sẽ chọn là con chuột màu xanh, em chỉnh con màu nào cũng được anh em. Em chỉnh màu nào cũng được, em nhấn vô cái list qua đây thì em chỉnh màu nào cũng được, ok chưa? Này không quan trọng lắm đâu anh em. Đấy, coi cái phần nào ta. Control panel. Control panel đúng không? Đây. Control panel thì cái này đây anh em. Anh em vào phần trợ năng này, vào phần trung tâm dễ truy cập này, vào phần làm cho chuột dễ sử dụng này, em vào thiết lập chuột này. Đấy. Thì phải để là mức mà nói chung là mức nào đây? Đây, mức thứ hai này mà còn là kéo xuống hết nha anh em nha. Nói chung là cái này anh em để cao thì nó bắn nó hay bị lạc tâm lắm anh em để càng thấp thì kiểu như cái tâm nó không tới đầu đâu, còn anh em để cao thì nó rất là bị dễ bị lạc tâm luôn anh em, nó kiểu nó cao quá đầu ấy. Còn cái này thì mình anh em cứ kéo xuống hết cho thầy đi, ok chưa? Còn anh em nhấn áp dụng đi, à, để nút khai thôi, nhấn áp dụng cho thầy đấy, ok chưa? Xong như đó là cái thiết bị hồi nãy giờ thầy chỉ anh em là đồ nhạy game, đồ nhạy giải lập, rồi đồ nhạy trong máy rồi đúng không? Ok chưa? Bây giờ mình sẽ vô game mình test cho anh em xem luôn. Nói chung là quan trọng cái thứ hai, cái thứ nhất của này, ơi quên cái con DPI đó chứ. DPI chuột này xài đó chính là đây. Glory Tag G102 anh em ạ. Đây. Chuột này đây, này mình xài mình mua khoảng gần 6 7 tháng rồi anh em, xài rất là ngon anh em ạ. Con chuột này thì anh em có điều kiện hay là anh em gì đấy anh em muốn nâng cấp lên thì anh em nâng cấp lên con chuột khác. Mà anh em mình khuyên anh em nên xài con chuột lỗi bên DPK đấy, chuột nó ngon đấy. Dù nó kéo nghe nói là kéo nhẹ lắm nè, mua mua móc cho mình phải nâng chuột đó quá. Ok, mình sẽ để là 700 dpi nha anh em nha. Mùa trước mình để 800 dpi, mùa này thì về 700 thì nó ok hơn anh em, tâm nó ổn định hơn. 800 thì nó hơi bị quá đầu anh em à, cũng không kiểu vào đầu nhiều ấy. Ok, còn mấy còn lại thì mình cứ mặc định thôi anh em. Ok, điều khiển anh em vào hướng luyện nè anh em, quan trọng là nói chung là cái PC đâu phải đơn giản là anh em có độ nhạy anh em cày giải đích là cái được đâu anh em. Nếu mà tính ra cày giải đích là chỉ hỗ trợ ổn định tâm thôi, còn mấy con cái hack thì nó khỏi kéo được màu đồng nữa anh em, nên thôi anh em hạn chế đừng dùng cái đó đi anh em, bài ạt với lại nó bẩn lắm anh em nha. Còn cái này thì thầy chỉ anh em là quan trọng là cái độ nhạy nè, độ nhạy là cái không phải là quan trọng nhất, quan trọng ý nhất của anh em là cái cảm giác tay đấy. Cảm giác tay là một cái mà đóng góp một cái quan trọng nhất 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 của anh em luôn. Má cục mụn thì nói cái này bị chán rồi. Đấy. Nghiệt quá sao mà phét quá nó nổi anh em mà. Còn dòng cái cảm giác tay này, cảm giác tay mà anh em không có đấy, anh em không bao giờ kéo được đâu. Giờ ví dụ nha, thầy cầm cái súng mà không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện nè. Thầy chỉ cầm cái súng mà không có phụ kiện nha anh em ơi. Tâm thì thầy để hay từ từ. Chỉnh cái này thành này đi. Lỗi anh em nhớ tắt vô được cây khi bắn nha. Đó. Đây ok, có một lỗ này cũng khá là nhiều anh em gặp nè. Anh
anh em không biết khắc phục này, ví dụ anh em chỉnh vào cái này VIE đúng không, đó kia anh em di chuyển là nó sẽ hiện như vậy đúng không. Cũng có nhiều bạn bị mắc gì vậy nè, anh em nào mà bị mình thầy chỉ anh em thì anh em nhớ để một like một comment là đã giải được nha. Đấy thì anh em tắt cái này cho thầy đi, tắt lên thành chữ ENG thì nó không bị nó nhanh nha. Tầm bắn thì nó cứ bình cứ bằng anh em được cái sàn nó bị co anh em ơi, bắn bắn bình thường cái cảm giác tay của anh em sao nó cứ bắn vậy thôi anh em. Anh em dùng nó bị co thì nó anh em cứ bắn nó chả có hay gì đâu anh em ơi, tay thì kéo thì nó cũng rồi nhanh nhanh thì đủ anh em ơi. Đấy cái này là chưa dùng phụ kiện cho anh em nha, nhưng hãy sẽ lại mua phụ kiện nè. Phụ kiện súng là bây giờ mua sơ sơ tay ba và cái này thôi, hai cái thôi nè là xong cái súng rồi đấy, cho bắn ổn định hơn nha. Đấy, khi mà mua xong thì nó sẽ ổn định hơn cái súng nha anh em nha. Đấy, ổn định hơn cái súng nha. Em thấy mấy thằng mà bóng phun đỡ bằng xịt gân mà không biết mối dạng là chắc chắn nó xài nó người co nha mà. Khi nó xài nó người co là đạn nó cũng bay một vòng này nè. Anh biết xài cái nào thì đạn cái gì nè. Đó, nó cũng đi một vòng một chụm một cục luôn anh em. Nó bắn không thể nào mà nó lệch được chỗ khác mà đấy nó mối vàng cả nha mà. Ok chưa? Bây giờ thì bắn xịt gân cho em xem này. Có cái xịt gân sẽ mua cái xịt gân này đi, và xịt gân này đúng không? Hai cây luôn đây này đi, chỉ có cái gân bắn anh em, cái gân anh em phải có cặp tay mới kéo mới được nha anh em nha. Nhưng mà cảm giác tay anh em quan trọng lắm anh em à, anh em mà không có cặp tay thì anh em kéo cũng không có được gì đâu anh em ơi. Kéo thì đầu tiên là anh em kéo chắc chắn phải có máu vàng rồi anh em, mình đâu có gì đâu mà có máu vàng đúng không anh em. Quan trọng là nó phải tập luyện cảm giác tay của anh em coi nó có thích hợp với cái độ nhảy của em không. Em chỉnh lại ví dụ nha, bây giờ mình phải chỉnh cái độ nhảy này. Anh em thấy hiện tại là bây giờ tôi test luôn cái một cái tiểu liên đi, một cái tiểu liên này, một cái tiểu liên với một cái súng trường đi, một cái tiểu liên này, một cái tiểu liên như UMP thấy không, mà UMP thì nó rất là tâm anh em. Tính này thêm một cái phụ kiện này, ví dụ như vậy nha, ví dụ như vậy nha anh em nha. Ví dụ bây giờ anh em hiện tại kéo đúng không, nó không có quá đầu nha đúng không anh em. Bây giờ anh em khi mà anh em tăng cái độ nhảy ít này lên thì bây giờ tăng lên 5 đi, 5.0 đi, chắc chắn một điều với anh em ấy là nó cũng phải quá đầu anh em ơi, nó cũng phải quá đầu anh em ơi, phải quá đầu đây. Cái gì quay xung quanh chắc chắn phải nhanh hơn rồi anh em, quá đầu luôn anh em, thấy không? Cũng phải quá đầu, nó giật 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 cái tâm nó giật anh em à. Đấy, anh em phải điều chỉnh cho nó hợp lý nha. Còn khi mà anh em chỉnh lại 1.36 này, anh em chỉnh cái y lên 1.36 nãy của mình, còn anh em chỉnh chỉnh cái y lên nó cao như cái y là quyết định kéo mạnh nhẹ đấy, anh em chỉnh lên 0.9 đi, 0.9 đúng không? Đấy là nó sẽ kéo lên, nó rất là nhanh luôn nha anh em nha, kéo nó rất là nhanh luôn, thấy không, nó rất là nhanh luôn, nhanh cực luôn anh em à. Còn nó cũng quá đầu nữa nha anh em nha, sao nó cũng quá đầu nữa anh em à, nó không kiểu mà không nghiêm đầu lắm nó cũng quá đầu anh em phải tự tay anh em chỉnh nha. Chỉnh lại 0.76 đi. Ok, đó là những cái gì mà thầy đã chỉ anh em nào mà xem áp dụng được thì anh em áp dụng nha anh em, còn anh em là đã biết rồi thì nói chung là cũng chia sẻ cho anh em chưa biết thôi. Ok anh em, clip của thầy đến đây là hết. Ok anh em nào mà muốn làm gì thì anh em muốn ý kiến gì thì anh em cứ comment dưới thầy đọc và thầy sẽ làm theo anh em nhé. Ok chưa? Ý kiến nào hay thì sẽ làm theo. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Và bye bye anh em nha.